My lord, we have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tani. Vậy là Seraphim Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực đã chính thức khởi động mùa đầu tiên. Với hai tập cùng ra một lúc, khen có, chê cũng nhiều, nhưng tạm gác lại những màn khẩu chiến này. Hãy cùng mình mổ xẻ tập đầu tiên, xem sự thay đổi của bộ phim này khác như thế nào, đâu là những chi tiết thú vị, hãy cùng bắt đầu thôi. Mở đầu với câu nói dẫn chuyện đầu tiên của công nương Galadriel, đó là không có gì là xấu xa ngay từ đầu. Đây là liên hệ tới điệu nhạc tạo ra thế giới của Thượng Đế Eru cùng với các Ainu. Khi Thượng Đế xuất hiện, ông đã tạo ra các Ainu cùng hỗ trợ ông tạo ra một thế giới sống và tất cả đều không có gì là ác cả, chỉ đơn giản là những ý chí tự do mà thôi. Nhưng khi sự tự do vượt quá giới hạn, nó sẽ trở thành một sự đối lập với số còn lại. Và chính từ đây đã khai sinh ra thế lực bóng tối, đó chính là bản chất cái ác trong thế giới này. Nó không hề đen tối ngay từ đầu, mà sự đối lập dẫn tới mâu thuẫn về ý chí đã dẫn tới sự chuyển biến và Ainu đã trở thành những kẻ ác. Tiếp theo là câu nói, khi thế giới còn non trẻ, thời kỳ còn chưa có mặt trời mọc, thì đây là ám chỉ thời đại hai cân thần, nơi mà chỉ có một lục địa được chiếu sáng, đó là lục địa Aman, hay còn được biết tới là Thiên Quốc Vanilor. Tại đây, các vị thần đã trồng lên hai cây thần, nó có khả năng phát ra ánh sáng để chiếu sáng, chứ chưa hề có mặt trăng hay là mặt trời, nên ở lục địa trung địa vẫn sẽ là một bóng tối do Morgoth cai trị. Tới cái câu mà gây nhiều tranh cãi nhất trên mạng mấy hôm nay về việc tại sao hòn đá lại chìm. Thứ nhất, thì đây là thời kỳ sơ khai non trẻ, khi mà thế giới mới được hình thành, vẫn còn quá nhiều thứ lạ lẫm, chưa thể hình dung và giải thích theo một cách khoa học được. Nếu các bạn để ý tới câu nói trước đó của đám nhóc rằng chúng không tin con thuyền có thể nổi được trên nước, Galadriel đã nói rằng nó không chìm vì sẽ lướt đi trên mặt nước luôn. Do đó, xét về bối cảnh thì dường như những đứa trẻ này vẫn còn lạ lẫm với dòng nước và tin rằng mọi thứ sẽ chìm, và để chứng minh cho điều đó, chúng đã phá luôn con thuyền. Và Finrod, anh trai của Galadriel đã xuất hiện, an ủi cô em gái bé bỏng bằng việc nói một triết lý thông thái, rằng bóng tối dưới nước là khó cưỡng và viên đá sẽ bị thu hút và chìm xuống. Còn đối với con thuyền thì nó sẽ kháng cự bằng việc lựa chọn đi lên. Để mà xét thì theo thời gian của thực tại thì mốc thời gian này đã cách chúng ta khoảng vài trăm nghìn năm về trước. Với chúng ta thì đó chỉ là một câu nói ngu ngốc, nhưng với họ thì đó là một sự thông thái vượt bậc mà để hiểu được cũng rất là khó. Rồi sau đó là thành phố Tirion của tiên tộc Noldor tại Thiên Quốc hiện ra cùng với hai cây thần chiếu sáng phía xa. Đúng như nhận định của mình trước đó về thành phố này, nó không thể là Vanma khi mà lũ trẻ có tóc màu đen, tức là không hoàn toàn là tiên Vanya. Tiếp đến là cảnh của Morgoth, một đại kẻ thù của họ đã phá hủy hai cây thần. Điều mình tò mò là lý do phá hủy hai cây thần của Morgoth là gì? Có thể đơn giản chỉ là không thích ánh sáng chói lóa mà thôi. Đây là một chi tiết chưa thực sự rõ ràng, mà họ thì cũng chả cần phải rõ ràng làm gì cả. Theo nguyên tắc thì lý do Morgoth phá hủy hai cây thần là nằm trong chuỗi phá hủy sự bình yên của Vanino. Với việc sát hại vua của Noldor, lấy đi báu vật Simari, bản thân cây thần cũng là do nhiệm chúa Ungoliant phá hủy cùng với lại Morgoth. Vì là không nói tới lý do Morgoth phá hủy hai cây thần, nên việc tiên tộc kháng cự cũng là khá mông lung. Vì hai cây thần là của các vị Valar trị vì Vanino, nên cũng chả phải là của tiên tộc. Nếu không có sự kiện sát hại vua của họ, thì họ cũng chả cần phải đi đánh Morgoth làm gì cả. Nhưng nếu để ý tới câu chuyện trong tập thứ 2 của Elrond và lãnh chúa Celebimbor, thì Celebimbor đã có xác nhận rằng Morgoth đã cầm được vào Simari, nên mình nghĩ rằng việc Morgoth giết hại ông nội của Galadriel là có xảy ra, nên tiên tộc mới về lại trung địa để truy sát hắn. Cảnh các tiên tộc giơ kiếm này là một chi tiết khá là nhạy cảm vì nó có liên tưởng tới lời thề của Fëanor, nhưng trong hình lại có cả Finrod. Tất nhiên là Finrod chả liên quan gì cả, nên đây chắc chắn sẽ không phải là lời thề Fëanor, mà chỉ đơn giản là một lời thề liên minh theo phong cách của tiên tộc mà thôi. Sau đó là cảnh các chiếc thuyền của tiên tộc tiến về vùng sáng. Đây có thể là kết giới giữa Thiên Quốc và Trung Địa, giống như cái mà Galadriel đã thấy ở cuối phim. Và thời điểm này, ngoài các vì sao ra thì chả có cái gì sáng tới mức này cả. Có nghĩa là kết giới này đã có ngay từ đầu, chứ không phải là giống như nguyên tác phải tới cuối kỳ thứ 2 khi Numenor sụp đổ thì nó mới được hình thành. Và đoàn thuyền đang tiến về Trung Địa là cực kỳ nhiều, nó cũng cùng kích thước với đại thuyền mà Galadriel đã sử dụng ở cuối phim. Với một chiếc thuyền thì chỉ có thể chở được từ 20 đến 30 người mà thôi. Theo ước tính của mình là có khoảng 250 con thuyền và số người đang di chuyển là khoảng 10.000 tiên Noldor, ít hơn dự tính. Mình đang thắc mắc rằng là liệu có nội chiến tại Aqualon để tiên tộc tách ra làm hai đường di chuyển không, hay là xin cái là cho thuyền luôn rồi tuột về trung địa.
Mình hy vọng là trong các tập tiếp theo sẽ có tiết lộ về chi tiết này, như cách mà tập 2 đã khẳng định Morgoth có lấy Simari. Nhưng để mà nói, nhà Fëanor cướp hơn 200 con thuyền như này thì tiên Teri nhìn cũng sót đấy. Trên tấm bản đồ trung địa mà bộ phim có sử dụng cũng có ghi rõ con rắn biển khổng lồ, và chắc chắn là Valar Ulmer sẽ không quản lý con quái vật này được. Nó sẽ được tính như một sinh vật ngoại lai không rõ nguồn gốc như nhện chúa Ungoliant. Và chúng ta có một bản đồ về trung địa ở kỳ thứ 2 rõ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì nó có một vài đặc điểm khác với bản đồ trung địa bình thường, khi mà nó đang nằm ngang chứ không phải là nằm thẳng. Mục đích là để đặt trọng tâm vào vị trí của vương quốc tiên tộc Aerion, địa điểm xảy ra các diễn biến chính của bộ phim. Và bản đồ này đang có một cái sai trầm trọng về khu vực tương ứng với mốc thời gian của nó. Câu chuyện được kể đang là kỳ thứ nhất của trung địa, nhưng bản đồ đang được sử dụng lại là bản đồ của kỳ thứ hai. Đây có lẽ sẽ là hạt sạn to nhất trong tập phim này. Thứ chúng ta cần buộc phải là bản đồ khu vực Beryon, nơi xảy ra toàn bộ các sự kiện chính của kỳ thứ nhất. Khu vực này cũng đã được xác nhận là sẽ bị chìm xuống ở các phân cảnh tiếp theo. Lindon và Aerion sẽ xuất hiện khi trận chiến thịnh nộ kết thúc, với việc Morgoth bị đánh bại, nên mình cũng chưa hiểu là nếu sử dụng tấm bản đồ này thì thuyền của tiên tộc tiến về trung địa sẽ trôi đi đâu. Tiếp đến là một cuộc chiến mà theo mình đó sẽ là trận chiến thịnh nộ, với điểm nhấn là cuộc đấu giữa rồng và đại bàng. Phía sau là hai ngọn núi lửa, nên địa điểm này sẽ là pháo đài bóng tối Angband của Morgoth. Có điều là con đại bàng này tuy là của kỳ 1 nhưng chiều dài lại chỉ bằng đại bàng của kỳ thứ 3, có nghĩa là chỉ khoảng 6 mét dài cánh. Và một con rồng chiến đấu với nó có kích thước gấp 3 lần, có nghĩa là rồng của kỳ 1 chỉ có kích thước tương đương với rồng sở bao. Đây là một điểm trừ mà mình không thích khi tạo hình kích thước của rồng quá nhỏ. Và có một sự thay đổi khi mà Finrod lại đang ở đây, có nghĩa là sự kiện Lúthien và Beren đã không có sự góp mặt của Finrod. Sau đó, trận chiến này kết thúc, ngoài bầu trời rực lỏ, chúng ta thấy phía dưới các công trình là nước, đó chính là sự sụp đổ của vùng đất Beren khi mà nó chìm sâu xuống đại dương. Và nó sẽ giải thích cho những khoảnh khắc mà người bay lơ lửng trong trailer trước đó, đơn giản là vì họ bị chìm sâu vào trong lòng nước mà thôi. Galadriel đã nói rằng trận chiến này kéo dài hàng thế kỷ, thì chính xác, trận chiến thịnh nộ đã kéo dài tới 42 năm, lâu nhất trong các cuộc chiến mà tiên tộc đã từng tham chiến. Và rồi là khung cảnh núi mũ sắt, gợi nhớ tới trận chiến muôn vàn nước mắt. Đây có lẽ sẽ là cách tưởng nhớ tới các chiến binh đã nằm xuống. Có điều mình khẳng định là người xếp núi mũ này không phải là Galadriel đâu, là màu thôi, chứ không thì cái váy kia đã đen xì rồi. Morgoth đã bị đánh bại, nhưng nhiều thuộc hạ của hắn đã trốn thoát được khỏi trận chiến. Điều này thì chính xác, vì đối tượng bỏ trốn ở đây chính là các con rồng. Vài con đã chạy được về dãy núi xám để trú ẩn, nên kỳ thứ 3 mới có rồng là vì như vậy. Galadriel lại mô tả tới một hầu cận nguy hiểm và xảo trá nhất của Morgoth đã trốn thoát, đó chính là Sauron. Đúng là Sauron đã biến mất từ trước đó cả trăm năm rồi, nhưng Finrod lại là người đi truy tìm hắn và bị hắn sát hại ngược lại. Biết rằng trong nguyên tắc thì Finrod và Sauron có nhiều duyên nợ, họ đã từng đối đầu với nhau, và đúng là Finrod đã bị Sauron gián tiếp sát hại. Nhưng nếu không phải là sự kiện Lúthien và Beren, thì động cơ để Finrod tìm Sauron thực sự sẽ là liều mạng và không khôn ngoan một chút nào. Có lẽ nguyên nhân Finrod tìm Sauron cần được làm rõ hơn. Và khung cảnh này cũng lộ ra ký hiệu mà Sauron sử dụng tại kỳ thứ nhất. Nó không phải là con mắt như chúng ta vẫn nghĩ, mà là biểu tượng giống với cây đinh ba, và đúng là nó giống với bản đồ của Modo một cách tới kỳ lạ. Lý do Finrod tìm Sauron là không rõ, nhưng nó lại hình thành nên lý do mà Galadriel phiên bản này quyết tâm thực hiện nốt nhiệm vụ của anh trai mình, đó là truy tìm Sauron tới tận cùng chân trời. Vùng đất mà Galadriel hướng tới là Feruai. Đây là vùng đất cũ còn sót lại và nó gần với lại Angband nhất. Galadriel đã tin rằng sẽ tìm được Sauron đang trú ngụ quanh đây, và quả thật là đã có những dấu hiệu mà hắn đã từng ở đây, nhưng cũng chả có gì khá hơn. Phân cảnh chiến đấu với Trôn Tuyết thì nó có phần dứt khoát. Điều này làm khá nhiều người chưa quen với việc công nương quyền quý mua kiếm thay vì dùng quyền năng. Mình thì lại có thắc mắc, một pháp sư như Gandalf cầm kiếm để làm gì? Chúng ta có thể hiểu, quyền năng trong thế giới này không phải là vô hạn nên không dùng bừa bãi được. Còn việc các bạn định kiến với việc dùng kiếm của Galadriel thì cũng không xa lạ lắm đâu. Galadriel đã từng cầm kiếm chiến đấu với tiên tộc Teri chống lại gia tộc Fëanor tại Aqualon. Mọi người chưa quen, không có nghĩa là Galadriel sẽ không được phép dùng. Việc hạ con Trôn Tuyết quá nhanh cũng thể hiện sự dứt khoát và lòng hận thù của cô. Việc chạy đà và nhảy cao tới vậy cũng không hẳn là vô lý với thể lực của một tiên tộc. Nên nhớ là tiên tộc toàn chiến đấu với Barok và những kẻ thù khác có chiều cao khá là lớn, từ 5 tới 10 mét. Nên việc bật cao như vậy là bắt buộc để họ có thể chiến đấu được song phẳng với kẻ thù. Galadriel quyết tâm tiếp tục tìm kiếm kẻ thù, vấp phải sự phản đối của các chiến binh khác. Điều này liên tưởng tới việc người dân Nargothrond không ủng hộ Finrod tham gia nhiệm vụ Beren và Lúthien. Đây là một sự không trung thành đã có và giống với hoàn cảnh của Finrod trước đó.
Sau đó, phim chuyển tới Rovanion. Đây là một hoang địa phía đông của sông Arryn, nơi có các Harfoot là một nhóm người Hobbit sinh sống. Mối liên hệ của họ với phần còn lại thực sự vẫn chưa rõ ràng, nên mình cũng không muốn bàn đến nhiều. Nhưng mình có cảm tưởng là sẽ có một Hobbit phá cách, muốn khám phá thế giới bên ngoài và sẽ thực hiện một hành trình cho riêng mình mà thôi. Tiếp đó là tới vương quốc Lindon của đại đế Gelgalad. Đây là vương quốc tiên tộc đầu tiên tại kỳ thứ 2, là phần còn sót lại của vùng đất Beren không bị sụp đổ. Vương quốc là tập hợp các dòng tiên khác nhau như Noldor, Sindar và tiên rừng cùng chung sống dưới một mái nhà do đức vua tối cao tiên tộc Noldor cai trị. Khi Galadriel trở về thì đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Elrond và có vẻ như họ đã cực kỳ thân thiết với nhau tại Lindon. Elrond cũng khẳng định lại rằng quân đội không chống lại Galadriel mà là Galadriel đã đi quá giới hạn cho phép. Và đức vua Galad đã buộc phải trả Galadriel về nơi sản xuất vì nhận định rằng chính những hành động đó của Galadriel sẽ dồn kẻ thù vào đường cùng. Gelgalad cho rằng chính những điều đó mới đánh thức bóng tối trở lại. Có vẻ như trong phim thì mối quan hệ của Gelgalad và Galadriel đã được thay đổi. Quan hệ dòng tộc đã khác, không còn là bà cháu như nguyên tắc và mọi quyền lực tối cao đều thuộc về Gelgalad. Galadriel buộc phải nghe theo mệnh lệnh đó. Ánh mắt của Galadriel nhìn Gelgalad tỏ một sự bất bình và không khuất phục. So với nguyên tắc thì Gelgalad phải kính trọng Galadriel vì là bề trên và quyền lực thì cũng phải chia đều cho bà. Và Galadriel cũng là tự nguyện rời bỏ Lindon chứ không ai ép cả. Về cơ bản thì hành động ép Galadriel về Valinor đã vi phạm vào ý chí tự do của tiên tộc. Với những chiến binh khác thì việc được về Valinor đó là một món quà vô giá, một đặc ân đối với họ. Nhưng với Galadriel thì bà không cho là vậy và ý nguyện của bà là muốn được cai trị một mảnh đất riêng của mình tại Trung Địa. Có thể nói, việc ép Galadriel thì đến cả hai ông nội và một ông ngoại là ba đức vua tối cao của ba dòng tiên lớn nhất cũng không dám ép. Khung cảnh khu tưởng niệm các tiên tộc đã nằm xuống tại kỳ thứ nhất làm mình khá là thích thú. Nó vừa trang trọng cũng vừa buồn, nhưng ít nhất thì đó cũng là tạo hình của họ, điều mà khó có thể kiếm được ở nơi khác. Tuy nhiên thì số tượng được quay tới khá là ít để có thể tận hưởng. Mình có thể kể qua như bức tượng của Finrod ở chính giữa, kế bên là một bức tượng cầm một chiếc mũ, đó sẽ là mũ rồng của Turin sử dụng. Nhưng đây là khu tưởng niệm của tiên tộc, chỉ có hai tiên tộc từng cầm vào chiếc mũ này, đó là Maroth khi được người lùn tặng mũ rồng và sau đó ông tặng lại cho Fingol, nên nhiều khả năng đây sẽ là Fingol, đức vua tối cao của tiên tộc Noldor. Bức tượng đứng cạnh một chú chó thì chú chó này chắc chắn là Huon rồi, nhưng chủ nhân bức tượng thì không phải là Celegorm mà chính là Lúthien. Với bức tượng một người cầm giáo thì quả thực ngoài Gelgalad ra thì không có thêm một ai sử dụng giáo nữa cả, nên vẫn chưa thể đoán ra. Còn với những bức tượng khác thì đều là cầm sách hoặc là cầm kiếm khá là chung chung, nên vẫn chưa thể đoán được ra đó là những ai. Câu chuyện giữa Elrond và Galadriel tại đây cho thấy rằng Elrond vẫn đang là một tiên tộc trẻ tuổi và vẫn đang học hỏi rất là nhiều, đặc biệt là phần tính cách với tầm nhìn rất giống với lại Gelgalad. Gelgalad cũng nuôi dưỡng Elrond như là một người thừa kế của Lindon vậy. Có một câu nói của Elrond mà mình để ý, đó là lời hứa của Elrond với lại Galadriel: nếu dấu hiệu bóng tối quay trở lại thì Elrond sẽ bất chấp tất cả để phản kháng, cho thấy Elrond trong các diễn biến sau đó sẽ là một nhân vật có tầm quan trọng, có thể là thay thế vai trò của Galadriel về sau luôn. Sau đó chúng ta được tới vùng Teara. Đây là một vùng đất phía sau của Modo và nơi sinh sống của tộc người Esselin. Họ chính là những kẻ phản bội tiên tộc ở kỳ thứ nhất khi đã tôn thờ chúa tể bóng tối, và khi Morgoth thất bại thì những kẻ sống sót đã chạy thật xa về phía nam để sinh sống. Trong phim thì không chỉ có vậy, khu vực này còn được giám sát chặt chẽ bởi các tiên rừng do đức vua Gelgalad ra lệnh, vừa là đảm bảo cho họ được an toàn ở khu vực xa xôi, vừa là ngăn chặn thế lực bóng tối có thể kêu gọi họ quay trở lại. Câu nói của tổng giám tiên tại đây cũng khẳng định việc giám sát, canh chừng họ không phải là vì những hành động lỗi lầm của tổ tiên họ trong quá khứ, mà chính là vì tính cách và sự tôn thờ bóng tối có sẵn trong dòng máu của họ, dù là ở bất kỳ thời điểm nào. Một câu nói khẳng định sự xấu xa hoàn toàn của họ. Tuy nhiên thì thời điểm này, Gelgalad đã ra quyết định giải tán tiên tộc giám sát nơi đây, cùng với tuyên bố trước đó là thế giới đã được bình yên. Đây là cột mốc của sự lơ là cảnh giác của tiên tộc. Nó đã từng phải trả một cái giá rất đắt trong quá khứ, tại trận chiến ngọn lửa bất ngờ. Và cũng chính thời điểm này, những dấu hiệu của sự xâm lấn bóng tối trở lên rõ rệt hơn tại nơi đây, từ việc động vật bị đầu độc tới các ngôi làng bị xâm chiếm và phá hủy, cho tới việc nhân vật Theo, có lẽ là một đứa trẻ được chọn, đang nắm giữ một di vật của bóng tối, đó là một chuôi kiếm gãy có khắc dấu hiệu của Sauron. Thanh kiếm này theo mình đoán có thể sẽ là thanh kiếm Morgul, thứ vũ khí của các Nazgul vẫn hay sử dụng, nên nhân vật Theo này có vẻ đã được xây dựng để trở thành Nazgul Kamu, mà nhẫn mạnh thứ hai của chúa tể bóng tối Sauron. Sau đó là hành trình của Galadriel đi về thiên quốc Valinor. Đây là một phân cảnh cực kỳ man nhãn,
khắc họa về hành trình của tiên tộc về lại thiên quốc ra sao. Nó thật sự hào hùng và kinh điển. Khoảnh khắc Galadriel từ bỏ thiên quốc và nhảy xuống biển thì mình đánh giá là khá điên rồ. Chưa một ai dám từ bỏ thiên quốc ở thời điểm này cả. Nó cực kỳ nguy hiểm. Trong quá khứ, rất nhiều tàu tiên tộc nô đó cướp được đã bị bão nhấn chìm và họ đều đã thiệt mạng, cho thấy chả có một phép màu nào với họ cả. Khoảng cách từ Vaino về trung địa trên lý thuyết cũng là rất xa, có thể phải đi thuyền hàng tháng trời mới tới được. Thuyền của Andy bị trôi từ Numino về trung địa cũng phải mất tới gần một tuần, cho thấy việc bơi về gần như là tự sát. Nếu không, Fëanor đã chả cần cướp thuyền làm gì cho mệt cả. Tuy nhiên thì kết giới đi tới Vaino đã hoạt động như một cánh cổng không gian vậy. Điều đó cho thấy nó không nhất thiết cứ phải xuất hiện ở gần Vanino nhất. Nên đây có thể là lý do khiến cho khoảng cách đã bị thu hẹp và Galadriel đã tự tin với quyết định của mình. Lúc này, một viên thiên thạch xuất hiện và bay ngang qua bầu trời trung địa. Thế giới này thì không sợ có thiên thạch ngoài không gian, mà đây là cách giáng trần của một vị thần nào đó. Nó đã từng xảy ra khi thần chiến binh Valathuka giáng trần. Từ góc nhìn của những người chứng kiến và dựa vào vị trí địa lý của bản đồ, ta có thể hình dung rõ đường đi của thiên thạch như sau. Nó bay qua Lindon nhưng lại từ phía bắc chứ không phải là từ phía tây, vì Galadriel đang ở gần Vanino, nên nếu thiên thạch xuất phát từ đây thì cả đoàn của Galadriel đã phải nhìn thấy nó đầu tiên. Sau đó nó bay qua Erion tới Modo, bầu trời của Thera cũng có thể nhìn thấy. Sau đó nó đáp xuống vùng Rovarion. Điều này có nghĩa là thiên thạch đã chuyển hướng. Nhưng tại sao lại ở Rovarion? Vì nó là địa điểm gần với lại vương quốc Erion. Gil-galad cũng cảm nhận được đây là một điểm không lành khi chiếc lá tại đây nhanh chóng phản ứng và đang bị ngộ độc với không khí từ thiên thể đó. Và cuối phim hiện ra một người đàn ông bí ẩn. Vậy thì người đàn ông này là ai? Mình nghĩ nhiều bạn đã có đáp án của riêng mình rồi. Còn đáp án về dự đoán của mình sẽ được mình tiết lộ ở video phân tích tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group chú nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới chú nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.